Các bạn ơi, bà hai tháo một hồi đã được như đây tôm ở cua nè các bạn. Bà hai vẫn còn đang tiếp tục. Còn hai càng bự. Nhưng mà bà hai tháo cái tháo càng ra xem nè. Cứng dễ sợ, càng bự á. Như đây là con giỏ ông này, bên kia cũng là giỏ, còn đây này còn thiệt mua con này ăn đáng đồng tiền, đáng đồng tiền thiệt hay chứ quá trời thật, đáng đồng tiền mất gạo luôn. Cái đầu của nó mà thấy ở trên nó cũng có thịt, nhưng mà cái đầu của nó không phải giống như cái cua của mình. Cố đừng coi không. Cái càng này cứng ra bài hả? Cứng quá. Càng này quá cứng. À, túi ở trong cũng có thịt luôn. Phải đó là Nè mọi người ơi, thì nguyên tô cua bà hai gỡ ra nè mọi người. Wow. Cái đầu với hai cái càng á, cái đầu của nó với lại hai cái càng của nó thôi đó mà được như rây cua nè mọi người. Bây giờ thì bà hai sẽ nấu món bánh canh cua, mà bây giờ nếu mà nấu chung vô thì bà hai sẽ nấu chung với lại một cái giò heo nè mọi người. Thì đây, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Hai, xin chào tất cả mọi người. Thì cái thịt cua hoàng đế còn dư hôm nay, sáng hôm nay bà hai làm bánh canh. Thì đây, bánh canh này Ngọc nói bà hai trao qua trao lại về để ra cái dĩa để có gì mình múc ăn. Còn cái bên đây là giò heo nè mọi người. Wow, nhìn hấp dẫn chưa. Còn đây là nước mắm ớt. Đây nè mọi người, còn đây là cái nồi bánh canh cua của bà hai nè. Sôi ục 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 lên nè, thấy không? Bà hai là lần đầu tiên bà hai nấu bánh canh cua kiểu này đúng nha mọi người. Ngọc qua nói bà hai thử đi, bà hai thử nấu kiểu này. Này vô thì đây. Đó, thì đó là con chuẩn bị đó. Quay, giờ chừng nào mình ăn. Và là ủa cái muỗng đâu rồi ta? Muỗng đâu rồi? Cái muỗng ở đây, cái muỗng đây. Đó, bắt đầu nó bỏ cua vô. Đó. À, muốn ăn gần lát ăn thêm cái gì thôi em. Mà chi bà hai. Đó nè, mà hai bỏ cua rồi, còn này ví dụ như muốn ăn nữa là mình lấy thêm thôi. Đồ vô không có để giống như vậy. Hai, đây nè mọi người ơi. Thì thấy không, mọi người thấy nồi bánh canh cua bà hai làm nước đặc nè, giống y như là bánh canh cua Việt Nam mọi người. Rồi nồi nước trong. Bà hai nấu bằng xương cái đây nè. Giò, trời cái giò này hả, mua một cái giò này có cỡ khoảng 2 đồng mấy, 3 đồng mà là cỡ 60 ngàn cái giò. Còn đây là cua dư hồi bữa ăn con cua nè. Trời ơi, thấy ăn con cua xong mà còn dư tới nhiêu đây cua là các bạn biết, mà nếu mà gỡ ra hết con cua hoàng đế chắc được một cái dĩa đầy này luôn. Quá sức tưởng tượng. Ít mà trang vô hay nhiều nữa kìa. Được không người đẹp? Quá ngon rồi ha. Cảm ơn. Vậy là mơ nốt bằng cái mùi. Quá ngon luôn. Bà hai là lần đầu tiên làm vậy luôn á, thường thường là bà hai không có bỏ bột đâu phải không bà hai? Không bỏ bánh canh thường thôi à, mà là không bỏ bột, không có bỏ dầu điều. Mà bà thích mấy cái này lắm phải không? Mà từ không biết nấu thôi, bây giờ nó đại thử con. Thì đó, vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà vậy mới mốt mà biết rồi. Nếu mà người ta ăn mà đầy đủ nữa, người ta cái này biết rằng người ta bỏ gì đâu bà. Bỏ nấm. Đúng là nấm rơm. Nấm bơm, đúng rồi. Bà đi ăn cua đó, nó để nguyên miếng á, dưới này ở trong nồi. Chừng nào người ta múc ra xong rồi cái người ta vớt cái này miếng nó kêu miếng. Ăn cái này nó đặc nên phải húp nè, húp nha mọi người, húp kêu sọt 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 nè. Thấy. Bà hai đang nghe không? Trời, sao miếng cảm ơn. Chay giờ này cũng còn ngủ chưa vậy?
Dạ gì thấy gì không? Hiếu cay. Có ớt bằng đó. Dạ, để bây giờ con lại con lấy ớt bằng. Thấy con củ ớt bằng còn ít thôi. Thấy cay cay mới ngon. Ớt bằng mọi người, ớt bằng ta làm sẵn. Đổ vô là cho bà xin ôi, miếng hai miếng luôn hả? Cảm ơn. Ai cũng ăn ớt dữ người ta. Cái cay nó khắp cảnh. Ăn thêm mà bà hay ăn thêm cua đầm hai quá trời cua kìa. Quá trời cua. Trời ơi, không dạy ăn cua và tôm được nhiều quá rồi. Sợ quá. Dạ, cái cử. Cái này mà nếu mà đúng nữa là hồi đó là đi ăn Việt Nam là phải có dầu cháo quẩy nữa. Nó đặt như vậy mà có đặt như vậy nhúng cái dầu cháo quẩy vô cái nước, cái nước súp nó húp lên dầu cháo quẩy á, húp lên á. Ăn miếng dầu cháo quẩy đã đời luôn. Đắng quá luôn. Dầu quất cái dầu heo mà. Đó. Dầu heo mọi người. Công nhận dầu heo bên đây rẻ dễ sợ. Làm sạch sẽ rồi. Cái có 2 đô mấy à, 5-60 ngàn. Người nào ta bán á, thì ta để tất cả mọi thứ vô chung luôn. Còn này mình ăn ở nhà, mình ăn lận không hết. Nên ăn cái nào bỏ vô cái đó. Người ta bán là chị để giò heo với cua, mà cua miếng bự đó, một con ta chặt ra làm 4-5 vậy đó. Còn cái gỡ người ta cũng để hoài. Không, đúng rồi, đây là lần đầu tiên Ngọc ăn bánh canh cua hoàng đế luôn. Nào giờ chưa có lấy làm cua hoàng đế làm cái này. Hồi nào Ngọc mua cái hũ cua mà người ta mở ra sẵn á. Hũ cỡ vậy nè, 20 mấy đô. Hũ nhiều thịt như vậy đâu. Giờ heo còn cứng không bà? Cứng mà. Vô cái mọi người ơi, miếng cua đế. Miếng nó nhỏ. Chay xong, chay nay ngủ dữ dằn à. Mệt quá mà. Đúng mà phải bỏ miếng ớt cho nó ăn mới ngon. Ớt thì hấp dẫn. Ớt nó mới đúng bà luôn. Ôi quá, tôi mua từ lúc ba hôm qua ăn tới giờ còn như đó. Ba con ăn ghê lắm. Con thì amateur. Bỏ vô xí xí nha nghe không. Hồi đó học cấp 2 á. Cái gần trường con có một cái tiệm bán bánh canh cua. Cái con đi học xong buổi chiều ra 5 giờ bà hai là phải đi học thêm nữa. Việt Nam học thêm dữ lắm. Cái là ghé vô hả mấy con với mấy đứa bạn con nhớ Ngân với lại Bitun. Gọi là Ngân với Bitun mà tên của nó là tên trong Trang á, Đài Trang á. Hai đứa, ba đứa. Đó, lúc nào cũng ghé ăn đi học toán chứ khi đi học toán của thầy Tướng Anh á. Ghé vô ăn tô xong rồi mới đi học. Tại vì á học toán là 6 giờ hay sao á nên đâu có thời gian mà để về nhà á. Ra khỏi trường cái ba đứa tôi tụ nhau đi ăn bánh canh cua nói chuyện tào lao lao cái chở nhau đi học toán luôn. Học thấy á, học đi học ở bên Việt Nam á vui hơn đi học ở Mỹ. Các bạn biết sao không? Ở Mỹ á, mấy đứa học sinh á, thí dụ như mà cái trình độ nó giỏi hơn cái lớp đó đó là nó chuyển lên cái chỗ khác.
là nên là bạn bè không học chung với nhau mười mấy năm như là Việt Nam mình. Việt Nam mình là có người học chung với nhau 12 năm lớp 12, mà từ 1 lớp 12. Dở cũng ngồi im lớp đó mà, dở cũng ngồi im lớp đó. Họ này ha, ví dụ như lớp toán này học chung với đứa đó. Cái qua cái lớp khác cái học đứa khác vậy đó. Nhưng không có ngồi ngộ lắm. Mỹ học thấy cuối cùng thấy bạn bè gì không có nhiều hết á. Biết nhau thì tụi nó biết, tại vì tụi nó chung sớm, nhưng mà học á phải học chung á, chơi chung mới là thân. Mới còn học kiểu đó nên đâu có chơi thân được. Bắt đầu lên đại học có đứa này đi trường này, đứa kia qua trường kia. Rồi cái này còn, trời ơi cái này còn còn cái tủy trong này mà không ăn. Hả? Cái xương tủy này mới ngon nè. Đứa thì qua tiểu bang, tứ thì nó lớn rồi, nó tự động nó lên nó kiếm trường nó học. Ví dụ nó nhiều như con chay nè, mới mốt là nó ở bên Michigan phải không, mà nó thấy cái trường bên Chicago của chú Ngọc, cứ vô nó tìm kiếm thông tin cái nó thấy nó thích, cái là bắt đầu nó đăng ký nó lên để nó học đó. Là mới mốt là có mà đi lên học trường Chicago là lên ở với mọi năm bao mỗi năm đó. Rồi cái mà nó thích ở bên Cali á thì nó đi qua Cali, trường nào bên Cali nó đi học, có tự mướn nhà nó tự ở đâu vậy đó. Bắt đầu con mình mà tới đại học là nó xa mình rồi, giống như Man Ông vậy đó ba ơi. Nó học năm nay năm thứ ba rồi. Năm năm tới là chắc nó về nó xin ở Paris. Giờ nó đương hỏi làm giấy tờ con phải xin trước á, nhiều khi người ta đủ cái lớp 50 đứa là 50 đứa, không có dư mà không thiếu. Thú vậy hả? Chứ không có bao giờ mà dạy tùm lum á. Ủa mà năm học ngành gì ba? Ngành cái gì đó buôn bán cái gì về cái... quản trị kinh doanh hả? Nhắn nó mà bạn không hiểu nhiều phải không? Nhưng mà mình nó thích mấy ngành đó đó hả? Thích rồi. Wow, vậy học năm thứ ba gì cũng lẹ rồi, gần xong rồi. Man Ông là cháu ngoại của bà hai các bạn. Các bạn nào có coi video clip mà bà hai với lại Man Ông về Việt Nam mà qua nhà Ngọc ăn sầu riêng rồi đi ăn điểm sắm đâu đó, là Man Ông là cháu bà hai, cháu của bà hai đó, cháu ngoại đó. Bà hai có nhiều cháu ngoại lắm nha. Man Ông với Dung, con của cô Na Lì đó, con của anh đó. Man Ông với Dung với con của cô Na Lì, Natalie là con trai, trai thì cũng nhỏ, là cháu ngoại rồi thì đó. Rồi con có của cô, con của cô Sophie lại luôn. Thì có con Giác với còn lại ai đó? Giác với Nicola. Có đó là hai đứa. Nicola đó con chưa thấy thể hình nó bao giờ. Dạ. Yeah. Chưa. Bữa nào nó có hình ở trong đây. Có hai đứa cháu nội thôi mà ở xa. Cháu ngoại là cháu của mình, cháu nội là cháu của người ta mà. Nó không biết nói tiếng Việt. Không biết một câu nào. Một câu cũng không biết luôn hả? Trời đất ơi. Không biết nói nhưng mà con hiểu đi ăn cơm. Nó hiểu. Đi tắm. Vậy lúc trước. Thôi vậy nó hiểu mà. Nó hiểu nhưng mà nói không được. Đi tắm đi ăn cơm đi ngủ đi. Thì nói vậy nó hiểu. Đi chơi. Đó. Tiền. Nói tiền là hiểu hả? Đúng rồi. Bà hai ăn cục thịt đó mới mềm, còn bà hai ăn cục gân này cũng hơi còn hơi cứng. Nó biết câu thương quá đi mà không? Câu đứa nào không biết. Câu đó đứa nào không biết không? Bà hai là cưng cưng mà cưng cháu cưng ai là thương quá đi mà ha. Là cháu bà hai á, đứa nào không biết câu đó. Mẹ cháu nhỏ xíu đây nó cũng biết câu rồi. Chay cũng còn biết mà.
hay bỏ xương không? Trời ơi, sáng ăn tô này. Sáng sớm, lần đầu tiên sáng sớm trên nước Mỹ được ăn một tô bánh canh cua của Việt Nam, mà cua là cua hoàng đế với giò heo nữa chứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, thiệt sự là đây là lần đầu tiên trong 6 năm ở Mỹ đó các bạn. Chứ thường thường bây giờ mà ví dụ như nhà hàng Việt Nam mà có mở cũng 11 giờ người ta mới mở, mà hiện tại bây giờ mới có, nãy còn bắt đầu ăn là mới có 9 giờ rưỡi à. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời. Cảm ơn bà Hai đã chấp cánh ước mơ của con thành sự thật. Bà Hai cảm ơn con chỉ bà nấu. Bà Hai chấp cánh ước mơ. Kêu bà nấu chứ bà cũng chả biết. Tôi không có chỉ bà Hai nấu gì đâu, con chỉ nói bà Hai là nấu kiểu bình thường. Xong rồi quậy bột vô á. Chế vô cho nước sệt sệt, rồi quậy làm cái màu đều vô vậy là thành bánh canh cua là cũng học đó. Cái đó cũng là chỉ là cũng... Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ăn bánh canh cua để ghi lại giò heo hôm nay nha. Một tô bánh canh rất là ngon, khởi đầu một buổi sáng rất là tốt đẹp. Thì hy vọng tất cả mọi người xem video clip này có một ngày thật là vui vẻ, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, và đặc biệt là biết gì không, sức khỏe. Tiền bạc để từ từ tính, phải có sức khỏe chứ đã ha. Ngọc sẽ tạm dừng cái video clip tại đây nha. Sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai. Bye bye.